Mọi người nghe thấy gì chưa? Con nó chọc nó thấy chưa? Rồi nó chửi. Mà nó dòm con nhọn nó chửi thấy không? Đó, mỗi khi quạo hay sự chết là con nhọn không bao giờ ngồi trước mặt của nó. Mày nhìn tao cái gì? Đó bà con thấy chưa? Đẻ ra mấy đứa con. Mà con ngầu này nó ngộ một cái là nó không có dám đánh con nó nha. Mà khi nào nó giận quá, nó quạo quá thì nó cạp một cái thôi chứ nó không có đánh. Hiếm khi nào thấy con ngầu đánh con lắm nghe bà con. Hồi đó tôi nghĩ là con ngầu nó lớn lên rồi con nó lợi bú nó hoài nó sẽ đánh con nó. Tại vì cái tánh con ngầu nó rất là hung dữ. Mà sau ngộ là nó không đánh con luôn nha. Trừ khi nào mà con đó nó lì nó nhây dữ lắm đó. Mọi người thấy con vui nãy giờ không? Khều khều cái đuôi ngầu hoài luôn. Cho mày chừa nghe vui. Thấy chưa? Nó cạp con nó vậy không đó. Mà con vui này đâu có sợ con ngầu đâu. Thường mấy con mèo mẹ hung dữ là mèo con nó rất là sợ nha. Chửi một tiếng thôi là mèo con không dám quậy đâu. Còn con ngầu nó chửi hoài mà vẫn quậy hoài thấy chưa? Rõ ràng là mấy đứa này nó không có ngán con ngầu. Mà bù lại mỗi lần nó giận hay nó quạo mà nó thấy con nhọn trước mặt là nó rượt nó đánh con nhọn. Hồi đó tới giờ tôi chưa từng thấy con mèo nào mà nó vô duyên như con ngầu luôn. Con mình thì không dám đánh. Kiểu như giận cá chém thớt vậy đó. Còn con miêu á, cái sở trường của nó là đánh lén. Hồi đó tới giờ tôi để ý rồi nha. Con miêu là một con mèo cực kỳ nhát luôn. Tôi đem đồ chơi hay là bất cứ cái món gì lạ lạ đem vô nhà là con miêu không bao giờ dám lại gần. Nó dòm những đứa khác trước nha. Nó quan sát, mày lại gần đó làm sao, nó để ý kỹ lắm nha. Mà một khi con miêu đã lại gần rồi là nó là cái đứa phá hoại nhất trong bầy đó. Con gái thì con gái nha, mà là cái đứa quậy nhất đó. Nó nhát. Cái kiểu là con miêu là con mèo quậy ngầm nghe bà con. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu nha. Bởi vì cái màu lông của nó đen thui thùi lùi y chang cái nếp của nó luôn. Còn con đại ca mọi người thấy nó quậy vậy thôi nha. Mà con ngầu mà chửi một cái là đại ca nằm im ga đó nha. Thấy vậy chứ anh cũng nghe lời mẹ anh lắm đó nha. Có điều là hơi bị khoe của và hơi bị tham lam chút xíu thôi. Còn vui ngáo thì thôi khỏi nói rồi. Con quạo có vẻ nó hơi cọc. Nhưng mà con quạo cái nết nó đỡ hơn con miêu. Nói chung trong bầy con ngầu, cái nết của con miêu nó từ con ngầu trở lên. Nó giữ cơ ngầu trở lên chứ nó không có hiền. Mà chẳng qua là con miêu cái tánh của nó hơi nhát chút xíu nha. Nó quậy lén không. Còn con ngầu thì nó bình thường. Tôi để ý mỗi khi con đại ca mà quậy lên mà nó nghe con ngầu chửi đó là nằm yên một chỗ hồi là ngủ luôn. Cái tiếng chửi của mẹ nó cái kiểu như là cái lời hát ru cho nó ngủ hay sao đó. Còn riêng thằng vui ngáo với thằng quạo mà nghe mẹ nó chửi thì nó càng quậy. Càng chửi thì càng phá nha. Nó đâu có bị mẹ nó đánh thường xuyên đâu, nó sợ. Còn riêng đại ca mà nghe mẹ nó chửi thôi là nó ngủ ngon luôn á. Chắc là hồi đó bị mẹ xém ăn thịt bởi vì nó sợ hay sao. Và đây tổng cộng 9 con mèo chưa vô cái chuồng nữa rồi. Không có phạm tội gì hết trơn nha. Tại tôi cho vô chơi cho vui thôi. Và đây là những ánh mắt vô tội. Không hiểu tại sao mày lại cho tao vô tù hả mày con sang kia. Nó thấy con miêu không? Thấy nó phá chưa? Đứng bên cửa sổ nó nhìn cái gì đó. Nó phát hiện tôi cái nó nhìn tôi thấy chưa. Tôi nói mọi người rồi, con miêu là con chùm cuối đó. Rồi lúc này cái thú nó cũng không hiểu là tại sao lại bị nhốt trong tù luôn. Trời ơi tôi quên, tôi để cái khăn giấy ở trong chổng rồi nó xé nát tan ben hết trơn luôn. Nói gì thì nói, mỗi lần mà tôi xuyên là tôi sẽ đưa tụi nó vô tù để tôi dọn dẹp nhà ở ngoài này. Giờ không phải là dọn dẹp nữa mà gom mấy cái dĩa ra ngoài để chuẩn bị cho tụi nó ăn ruột khè nha. Cái món ruột khè này có đứa biết ăn, có đứa không biết ăn. Nè bây giờ sẽ cho tụi nó ra ngoài để cho ăn nha. Chứ hồi nãy là cái sân này nè, đồ chơi rồi chén dĩa tự lưa hết trơn. Gom bi vô trong này để dọn quét rồi sau đó bỏ ruột khè cho tụi nó ăn. Chứ dưới đất này bụi bặm không mà quăng ruột khè nó dính dơ dữ lắm. Nó bây giờ nè, đây là món ruột khè 200g nha bà con. Có đứa biết ăn, có đứa không biết ăn. Nói chung là mấy quỷ mèo này nó cũng tùy lúc dữ lắm. Nó chưa có nhìn thấy cái món ruột khè của tôi đâu. Tại vì trong cửa kiến mà đâu có thổi mùi được đâu. Chừng nào ra ngoài đi rồi thổi được. Khi mà nhìn thấy đồ ăn thì cái thú nó cậy cửa nó muốn ra. Nó ra để làm gì để nó hửi coi cái món này sao. Tham ăn thì nó không đến nổi nhưng mà nó nhiều chuyện lắm. À, thấy ruột khè bắt đầu nháo nháo lên thấy chưa. Hình như con mình cái thú nó thấy hàng nghe mấy đứa kia chưa thấy đâu. Bởi vì làm cửa kiến nó cũng có cái lợi ha. Thí dụ mèo mèo nó thấy đồ ăn cũng đâu đánh hơi được đâu. Bây giờ mở cửa kiến ra. Mà cái thú này nó nhiều chuyện nha. Nó để ý từng ly từng tí vậy đó. Giờ mở cửa kiến ra cho tụi bay ăn nha. Rồi xin mời. Ra đây. Đối với mèo bự thì nó đã ăn ruột khè rồi. Còn đối với mèo con đây là lần đầu tiên trong cuộc đời được ăn ruột khè nha. Mọi người đón coi đứa nào sẽ ăn và đứa nào sẽ không ăn đây. Khi mà bước ra ngoài thì đứa nào cũng đánh hơi được hết. Thế thúi đại ca, vẫn là đại ca. Rồi để quăng cái món đầu tiên có đứa nào chụp được. À, thấy nó lẹ chưa? Cái món này chưa biết là ăn được hay không là lại dành của người ta rồi. Rồi tha đi liền thấy chưa? Rồi, mỗi đứa một miếng. Khè vui, quạo, nhọn.
À, cũng có đứa ăn có đứa không ăn thấy không? Nào nữa đây, dòi khùng nè. Dòi khùng nó không ăn ruột khè nha. Con giả chân cô nương này cũng vậy nữa. Nó không ăn mà nó nhào nhào lấy cái hộp hoài. Mày ăn đi. Giả chân thì nó thấy cái mùi này quen quen, hồi đó nó có ăn đó. Bây giờ nó làm biến rồi. Ngầu. Ngầu này lúc ăn lúc không. Con ngầu thì nó ham ăn cơm lắm nha bà con. Cơm trộn pate nó ăn mạnh dữ lắm. Còn mấy cái món lặt vặt đó thì có món nó ăn nó giật ghê lắm nha, mà có món nó không thèm ăn. Khế thúi cũng vậy luôn. Nói chung con khế thúi này nó cũng điên điên lắm. Một khi hồi đó nó khoái lắm nha, mà bây giờ nó lại kém. Vậy là cái số lượng ăn nhiều hơn không ăn nha. Con giả chân cô nương không thấy ăn nè. Con giò khùng cũng không ăn nè. Con ngầu cũng không ăn luôn. Ủa con khè thấy vậy mà ăn hả ta? Nè nè đại ca nè, không có giảm với khè nha. Đó của mày đó. Vui ngáo quạo viên miêu ăn láng hết trơn. Khế thúi kén ăn ruột khè rồi. Chà, vậy là tôi quăng hơi bị lố rồi bà con ơi. Bởi vì cũng hên là dọn dẹp chỗ này rồi đó nha. Trước khi mà quăng đồ ăn cho tụi nó là phải dọn dẹp cát bụi trước. Chứ không dọn cũng không được nữa. Nó dơ dính bụi rồi nó chay chỗ này chay chỗ kia. Còn khế thúi này nó ngộ thiệt ha. Ruột khè ngon lâu lâu mới ăn một lần mà không ăn. Thà ăn hạt cũng không ăn ruột khè luôn. Vậy là những con mèo lớn tuổi là nó hầu như không ăn ruột khè trừ con khè nha. Con nhỏ con dòi cũng thế, ngậu đâu ăn ruột khè đâu. Mấy đứa nhỏ ăn hết. Nhưng mà hình như là tôi quăng ruột khè này hơi lố rồi. Tụi nó đâu có ăn đâu mà quăng quá trời vậy. Vậy là hồi những đứa nào không ăn đó ta đem ra trong đốm nha. Con đốm nó quất láng hết trơn. Nói chung những đứa này mà ăn cái đồ lặt vặt nào đó là con đốm nó được hưởng ké hết. Và kể cả bầy ngựa luôn. Hồi lúc tụi nó còn nhỏ bên nhà cũ đó, tôi tập cho tụi nó ăn bằng đũa nha, tôi đút cho từng con. Nhưng mà suy nghĩ lại thôi, chính con mèo mà đút cho từng con chắc là gãy tay tôi quá. Thôi quăng ra ngoài cho ăn vậy đi cho nó khỏe. Mà có một cái trước khi cho ăn là phải quét sạch sẽ mới được. Rồi sau khi ăn xong thì tụi nó dẫn về bên nhà cũ. Khế thúi ngồi ngay cái vị trí mà nó hay ngồi. Giỡn một cái động tác như mọi ngày thôi. Rửa tay, rửa mặt đồ. Liếm liếm tay chân đồ. Nhìn con khế thúi tôi liên tưởng tới mà mấy cái đứa mà đầu tóc nó bị sừng sững lên á. Cái nó lấy nước nó chét lên cái đầu nó cho cái tóc nó bất sừng á. Còn này khế thúi nè. Nó lấy nước miếng nó chay lên cái đầu của nó. Mấy bạn fan hâm mộ khế thúi mà đi học mà đầu tóc có sừng lên đừng ai làm theo khế thúi nha. Nói chừng khế thúi nó cũng kỷ luật lắm đó nha. Ăn uống xong trước khi đi ngủ là phải vệ sinh cá nhân. Là con khè nó đĩa khế thúi kìa. Đưa cái đầu vô muốn đựng khế liếm ké mà ai dạng khế đậu liếm đâu. Nói chung mỗi con mèo ở nhà tôi là mỗi con có một cái tuyệt chiêu nha. Như con nhọn giả chân cô nương á, nó có cái tuyệt chiêu là hóa đá chi thực. Còn con khế thúi này mà nó không muốn liếm cho đứa nào thì nó sẽ hóa thân thành một trái bơ ngàn năm. Coi như không có sự hiện diện của đứa đó. Và con khè nó lại bị quê lần thứ N. Nói gì thì nói, tôi nhìn kỹ con khế thúi nó cũng giống trái bơ lắm nha bà con. Cái trái bơ mà dạng dài dài mà lùng lùng đó nha. Rồi con giả chân cô nương đi vệ sinh nè, cho bà con coi nó đi mất cười lắm. Trời ơi nó không đi rồi. Chắc nó thấy tôi quay phim nó hay sao. Còn khè mũi bự thay vì nó quê thì nó sẽ đi qua đi lại cho bớt quê nha. Còn bây giờ nó làm biến đi rồi, nó dòm con ngầu uống nước cho đỡ quê thôi. Rồi ngồi cái tướng giống khế thúi mà ngồi đâu được. Tụt quay ha. Cái đuôi con khè nó dài nhưng nó nhỏ. Đuôi con khế thúi nó bự, nó có thể chống được và vì nó ngồi dễ. Con khè nó cứ tập cái tướng ngồi như khế thúi hoài mà không được nha bà con. Trong nhà tôi chỉ có những cái con cái đuôi bự hay là đuôi cục mới có thể ngồi giống khế thúi được thôi. Trước mắt là thấy đại ca nó có tiềm năng ngồi giống khế thúi rất là cao nha.